đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy vừa dẫn đầu đoàn công tác ban chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội đến thăm, tặng quà cho các chiến sĩ mới đang huấn luyện tại Trung đoàn Bộ binh 885, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước. Đồng chí Lê Quang Quỳnh, Phó Bí thư tỉnh đoàn tham gia đoàn công tác. Theo báo cáo kết quả tiếp nhận, quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới, trung đoàn 885 hiện đang đảm nhận nhiệm vụ huấn luyện cho trên 300 chiến sĩ vừa nhập ngũ vào cuối tháng 2 năm 2021. Có nhiều chiến sĩ mới lần đầu xa gia đình, chưa quen với môi trường quân đội, nhưng được sự quan tâm, tận tình hướng dẫn đã nhanh chóng xác định rõ được nhiệm vụ, không ngại nắng mưa trên thao trường, tích cực học tập, rèn luyện. Phát biểu tại buổi thăm tặng quà, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung ghi nhận và đánh giá cao những kết quả huấn luyện của trung đoàn trong thời gian vừa qua, đồng thời biểu dương sự sâu sát, quan tâm của các đồng chí chỉ huy khung huấn luyện đến tâm tư, nguyện vọng của chiến sĩ, qua đó giúp các tân binh vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn các chiến sĩ mới tích cực học tập, rèn luyện, chấp hành tốt điều lệnh, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tham gia huấn luyện cũng như tham gia tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nằm trong chương trình, Ban chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh đã có nhiều phần quà tặng cho các chiến sĩ mới đang tham gia huấn luyện tại Trung đoàn 885. Dịp này, trưởng ban dân vận tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo các hội, đoàn thể chính trị xã hội tỉnh cũng đã tham quan, nơi ở, sinh hoạt của các chiến sĩ và cảnh quan môi trường trong đơn vị huấn luyện. Tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết đợt thi đua cao điểm 90 ngày tuổi trẻ Quảng Nam thi đua chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tổng kết tháng thanh niên năm 2021. Đồng chí Nguyễn Xuân Đức, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Đợt thi đua cao điểm 90 ngày tuổi trẻ Quảng Nam chào mừng 90 năm ngày thành lập đoàn được tỉnh đoàn phát động vào ngày 14 tháng 12 năm 2020. Theo đó, 24 trên 24 đơn vị đoàn cấp huyện đã đăng ký thực hiện các công trình thanh niên chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập đoàn. Bên cạnh đó, đợt sinh hoạt chính trị và sinh hoạt chi đoàn chủ điểm với chủ đề Tự hào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gắn với việc kết nạp lớp đoàn viên 90 năm ngày thành lập đoàn được chỉ đạo triển khai với nhiều cách làm hay, sáng tạo, gần gũi với đoàn viên thanh niên tại tất cả các cơ sở đoàn trên toàn tỉnh. Theo báo cáo, các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được tổ chức sôi nổi từ tỉnh đến các cơ sở, tạo nên được sinh hoạt chính trị sâu rộng các cấp bộ đoàn trên địa bàn toàn tỉnh đã bám sát kế hoạch và chỉ đạo của cấp trên để triển khai các hoạt động một cách hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế tại các địa phương và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Các công trình, phần việc thanh niên gắn với những vấn đề cấp thiết của địa phương, đơn vị, được cấp ủy, lãnh đạo địa phương đánh giá cao. Nhiều địa phương đã mạnh dạng giao phần việc cho thanh niên đảm nhận, khẳng định vai trò của thanh niên trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hoạt động tại một số đơn vị đã có tính mới, sáng tạo, gần hơn với thanh niên, tận dụng triệt để mạng xã hội để lan tỏa cũng như tổ chức các hoạt động thể hiện tính trẻ và bắt nhịp với sự vận động của xã hội. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận nhiều nội dung liên quan đến việc ban hành bộ tiêu chí thi đua công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021. Dịp này, Ban chấp hành tỉnh đoàn cũng đã tặng bằng khen cho 7 đơn vị có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm và nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong tháng thanh niên năm 2021. Tỉnh đoàn Quảng Nam vừa đến thăm động viên cán bộ chiến sĩ công an phường An Xuân thuộc đội hình cấp căn cước công dân phục vụ người dân trên địa bàn. Được biết, việc cấp căn cước công dân trên địa bàn phường An Xuân sẽ được diễn ra trong vòng 5 ngày với số lượng dự kiến khoảng gần 5.000 người dân được hỗ trợ các cán bộ chiến sĩ vườn An Xuân sẽ cùng công an thành phố Tam Kỳ tổ chức cấp căn cước công dân từ 6 giờ đến 24 giờ cùng ngày. Gửi phần quà động viên các cán bộ chiến sĩ gồm nước giải khát, nước tăng lực cùng một số thực phẩm ăn liền. Đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư tỉnh đoàn chúc các đồng chí cán bộ chiến sĩ công an phường An Xuân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch của Bộ Công an là cấp 50 triệu căn cước công dân gắn chip điện tử trước ngày 1 tháng 7 năm 2021. Đoàn trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Quảng Nam vừa khai mạc giải bóng đá nam học sinh sinh viên năm 2021. Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Lê Quang Quỳnh, Phó Bí thư tỉnh đoàn, đồng chí Phạm Hồng Trương, Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng phụ trách nhà trường. Giải bóng đá nam học sinh sinh viên được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Quảng Nam. Tham gia giải đấu có 22 đội bóng đến từ các chi đoàn học sinh sinh viên nhà trường đây là một hoạt động có ý nghĩa nhằm tăng cường giao lưu học hỏi lẫn nhau, đồng thời đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, nâng cao sức khỏe, thể chất và đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên thanh niên. Đoàn khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết tháng thanh niên năm 2021, trao giải cuộc thi ảnh nét đẹp màu áo xanh thanh niên công sở vì nhân dân phục vụ. Với chủ đề Tự hào truyền thống đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công tác đoàn và phong trào thanh niên của đoàn khối các cơ quan tỉnh được triển khai sâu rộng, đạt nhiều kết quả tích cực. Đã có nhiều hoạt động lớn được tổ chức như trồng mới 70 cây Osaka hoa vàng, gặp mặt truyền thống cán bộ đoàn, tổ chức ngày hội tuổi trẻ khối cơ quan đoàn kết sáng tạo năm 2021, cuộc thi ảnh nét đẹp màu áo xanh thanh niên công sở vì nhân dân phục vụ, chương trình đối thoại tháng 3, hỗ trợ xây 6 nhà vệ sinh cho các hộ dân tại xã Trà Dôn, Nam Trà Mi hỗ trợ 30 máy lọc nước sạch hộ gia đình cho các hộ dân tại xã Phước Công, Phước Sơn, khám và chữa bệnh cho nhân dân, trao học bổng cho các em học sinh tại huyện Đông Giang. Tại hội nghị, đại diện các đơn vị thẳng thắn trao đổi những vấn đề còn tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp để hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên ngày càng hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia góp phần vào hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2021. Ban chấp hành Đoàn khối các cơ quan tỉnh đã khen thưởng cho 17 tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm. Dịp này, Đoàn khối các cơ quan tỉnh cũng đã tổng kết và trao giải cuộc thi Nét đẹp màu áo xanh thanh niên công sở vì nhân dân phục vụ cho 7 tập thể xuất sắc nhất. Chi đoàn cơ quan tỉnh đoàn vừa tổng kết chương trình Đọc sách cùng tuổi trẻ hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021. Chương trình đọc sách cùng tuổi trẻ được triển khai từ đầu tháng 4 năm nay với sự tham gia của đông đảo đoàn viên chi đoàn và sự hưởng ứng nhiệt tình của tất cả các cán bộ công viên chức cơ quan tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc. Theo đó, mỗi nhóm từ 3 đến 5 đồng chí sẽ cùng lựa chọn một cuốn sách, đọc và thảo luận về nội dung, sau đó trình bày cảm nhận trong chương trình tổng kết. Các nhóm khác cũng có thể đặt câu hỏi để làm rõ hơn vấn đề nội dung của nhóm bạn. Ngoài ra, những bài viết cảm nhận này sẽ được đồng loạt đăng tải trên trang Facebook cá nhân trong ngày 21 tháng 4, Ngày sách Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình, các nhóm cũng tranh tài qua phần thi tìm hiểu kiến thức xoay quanh Ngày sách Việt Nam, góc đọc sách cơ quan, tỉnh đoàn, những tác giả và tác phẩm nổi tiếng. Chung cuộc, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì và hai giải ba cho các nhóm đoàn viên xuất sắc nhất trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại công nghệ 4.0 mà nhất là khi dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp như hiện nay thì việc các thanh niên chọn môi trường kinh doanh trên không gian mạng, áp dụng kỹ thuật công nghệ hiện đại để sản xuất kinh doanh được coi là một hướng đi mới phù hợp và mang lại nhiều hiệu quả kinh tế cao. Trong chương trình truyền hình Thanh niên hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Thanh niên nông sơn áp dụng công nghệ trong phát triển kinh tế do cộng tác viên chuyên mục thực hiện cơ sở sản xuất trầm hương của anh nguyễn văn trường mới nhập thêm các máy làm hương nhỏ bên cạnh máy móc được lắp đặt vài năm trở lại đây cơ sở của anh trường được xem là đơn vị có hệ thống máy móc hiện đại nhất ở làng trầm hương xã quế trung tốt nghiệp đại học bách khoa đà nẵng anh trường không chọn ở lại thành phố lớn quyết tâm bám trụ quê hương áp dụng các kiến thức đã học cũng như làm chủ các công nghệ hiện đại để tạo nên những sản phẩm nổi tiếng của làng nghề trầm hương trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, cơ sở của anh Trường vẫn có lối đi rất riêng và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Áp dụng công nghệ vào là khi mình đi học, hồi xưa mình đi học đại học Bách Khoa nảng là mình mình đã được học qua những cái phần mềm về mấy cái cái này rồi. Nên mình đi tìm những cái địa điểm để mình tham khảo máy móc xem nó sao rồi cái mình mình nhập máy vài về cái mình 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 mình, mình làm vậy chủ yếu là mình buôn bán trên mạng là tốt khá là tốt nhất đó mình mình ví dụ như mình liên hệ với khách ở trên mạng xong đó là người ta ok là mình đóng hàng mình gửi cho người ta thôi rồi người ta tin tưởng mình thì người ta chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của mình cũng không đó là mình bưu tá giao tới là cho người ta xem hàng rồi người ta trả tiền cho mình tại huyện nông sơn những thanh niên mạnh dạng làm kinh tế trên nền tảng công nghệ thông tin như anh trường không phải là chuyện hiếm bởi đa phần các bạn trẻ đều có điều kiện tiếp cận với các trang mạng xã hội zalo facebook rồi những thông tin trên tv báo chí đáng chú ý với vai trò bà đỡ tập hợp thanh niên huyện đoàn nông sơn thường xuyên tổ chức những lớp tập huấn khởi nghiệp kinh doanh cà phê khởi nghiệp rồi mở các đợt tham quan học tập chia sẻ kinh nghiệm để các thanh niên nắm bắt, ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh cũng như tìm hiểu thị trường đầu ra phù hợp cho sản phẩm của mình. Trong cái thời buổi 4.0 thì việc khởi nghiệp làm lập nghiệp của thanh niên qua các trang mạng xã hội thì phát triển rất mạnh, đặc biệt là thời buổi đang cái cái dính cái dịch Covid, việc xuất khẩu các sản phẩm ra nước ngoài rất là khó nên anh em đoàn viên thanh niên thì tập trung vào cái việc triển khai buôn bán trên mạng rất hiệu quả và trong thời gian đến thì huyện đoàn sẽ phối hợp với lại ủy ban nhân huyện tổ chức một cái đợt tập huấn về kỹ năng buôn bán hàng trên mạng để cho anh em thanh niên là có những kỹ năng kiến thức cơ bản để bán hàng trên mạng hiệu quả hơn. Với một huyện trung du miền núi như Nông Sơn, áp dụng công nghệ thông tin trong khởi nghiệp, lập thân, lập nghiệp được coi là một hướng đi mới phù hợp và đây cũng là việc làm nhằm tạo động lực cho các bạn đoàn viên thanh niên trẻ mạnh dạng thay đổi tư duy cách nghĩ cách làm trong lao động sản xuất để tạo ra những sản phẩm đặc hữu ở địa phương và việc áp dụng công nghệ thông tin đang tạo ra sự tương tác hai chiều, giúp các cấp bộ đoàn ở Nông Sơn nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng lập thân lập nghiệp của các thanh niên. Qua đó, nghiên cứu và triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đoàn, phong trào thanh niên và nhất là trong khởi nghiệp lập thân lập nghiệp, làm giàu trên quê hương. Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình thanh niên hôm nay của tỉnh đoàn Quảng Nam đến đây là kết thúc. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.